Chúa Nhật, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Chúa Nhật, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Ngày 9 tháng Giêng năm 2021. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chúa Nhật, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, chấm dứt mùa Giáng sinh, bắt đầu bước vào mùa quanh năm. Hôm nay là Chúa Nhật thứ nhất mùa thường niên, hay còn gọi là mùa quanh năm. Lịch phục vụ của giáo hội được bắt đầu bằng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Rồi hết 4 tuần mùa vọng, chúng ta qua đến mùa Giáng sinh. Mùa Giáng sinh kết thúc bằng Chúa Nhật thứ nhất mùa thường niên, khi lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Rồi mùa thường niên một nửa trước được nối tiếp bằng mùa chay. Hết mùa chay rồi đến mùa phục sinh. Sau mùa phục sinh thì trở lại mùa thường niên, hay là mùa quanh năm 2. Rồi đến Chúa Nhật thứ 34 thường niên, kết thúc năm phụng vụ bằng lễ Chúa Kitô vua vũ trụ. Đó là hết một vòng, một năm gọi là năm phụng vụ. Khác với lịch ở ngoài, lịch ở ngoài gọi là lịch Tây, thì là ngày 1 tháng Giêng, ngày đầu năm, và kết thúc là ngày 31 tháng 12. Rồi lịch ta năm nay, ngày 1 Tết ta là nhằm vào ngày 12 tháng 2 năm 2021. Ta vẫn gọi là âm lịch, gọi là lịch dưới. Còn những người mà nhìn vào cuốn lịch, ta thấy có lịch trên và lịch dưới. Trên số to gọi là dương lịch, còn lịch dưới số nhỏ hơn gọi là âm lịch. Rồi lịch phụng vụ, nó ba thứ lịch. Hôm nay là chúng ta chấm dứt mùa Giáng sinh để bước vào mùa thường niên, hay là mùa quanh năm. Có 34 tuần lễ, chia làm hai phần. Một là từ hôm nay cho đến ngày trước ngày bước vào mùa chay, rồi sau mùa chay đến mùa phục sinh. Sau mùa phục sinh thì bước vào phần 2 của mùa quanh năm, và kết thúc bằng Chúa Nhật thứ 34 thường niên, lễ Chúa Kitô vua. Anh chị em nắm một vòng lịch phục vụ như vậy để mình tham dự, mình hiểu biết thú vị hơn. Có nhiều người cha biết mùa gì, nói chúng ta đang ở mùa gì, dạ thưa cha, đang mùa dế hay đang mùa mưa, mùa nắng. Và trong ngày Chúa Nhật hôm nay thì anh chị em mình cầu nguyện cho những anh chị em tôn giáo bạn, những người ngoại đạo. Hôm có một nhóm từ ngoài Bắc đi vào xin cầu nguyện. Tôi nói là đây là những anh chị em nào là tôn giáo bạn, những người không phải là có đạo công giáo, giơ tay. Ngồi nhìn nhau, người dơ xong rồi lại bỏ xuống. Cái anh trưởng đoàn đi bảo cha cho hỏi vậy, người ta không có biết đâu. Chứ hỏi ai là bên lương ấy, thì người ta biết. Bảo vậy thì bây giờ ai là bên lương giơ tay. Thế là hơn một nửa giơ tay. Ở chúng con bên lương tức là không phải người theo đạo công giáo. Đạo với đạo gì? Người thì đạo Phật, người thì đạo ông bà, người thì chẳng có đạo nào cả. Gọi chung là bên lương, người ta hiểu. Bên là bên giáo, lương bên giáo, ngoài Bắc gọi như vậy. Còn những dân mình gọi là những người công giáo hoặc những người tôn giáo bạn.
có những người phản đối và cho đừng nói là người ngoại đạo, họ cũng có đạo vậy. Họ đạo ông bà, đạo Phật, đạo Bà La Môn, đạo Tin Lành, đạo Hồi vân vân, chứ đâu phải là họ là ngoại đạo. Mà cái ý nghĩa ngoại đạo không phải là mình khinh chê gì hay là bảo họ là người đạo bên ngoài, nhưng mà ý chỉ muốn phân biệt là người Công giáo và người không phải là Công giáo thì gọi là ngoại đạo. Tiếng mà lịch sự tử tế đẹp gọi là tôn giáo bạn. Nhưng mà có những người bảo con đâu có tôn giáo nào đâu, con là người ngoại đạo mà, vì họ không chưa tin gì cả. Có những người mình bảo là họ là Phật giáo và không phải, con là đạo ông bà. Có những người thì cứ cho rằng những người không có đạo Công giáo, đạo ông bà là đạo Phật giáo, và con có đi chùa bao giờ đâu. Rồi, thế anh chị em chúng ta cầu nguyện cho những người tôn giáo bạn, những người ngoại đạo, những người chưa tin vào Chúa. Và mỗi người anh chị em mình cố gắng trở thành ánh sao dẫn đường cho họ đến với Chúa. Ngày lễ Hiển Linh mà chúng ta mới cử hành tuần trước, và chúng tôi có một phương tiện để anh chị em làm ánh sao dẫn đường, đó là chiếc máy nghe giảng, máy gọi là radio bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, mới phát hành ngày 13 tháng 12 năm 2020. Và những cộng đoàn nào, những cá nhân nào đi loan báo tin mừng, hay là các giáo sứ nào, các cha có nhu cầu cần để tặng cho anh chị em trong dịp Tết, để anh chị em nghe về Lòng Chúa Thương Xót, nghe chuyện các thánh, trong đó có các thánh tử đạo Việt Nam, và nghe để biết cách sống đúng, sống đẹp. Lần này bài giảng Lòng Thương Chúa phong phú hơn là vì cả hình thức lẫn nội dung được đổi mới như thế. Xin các cha, các tu sĩ và anh chị em liên lạc trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi tặng đến tận nơi. Và có lưu ý là đó là món quà tặng thì phải được đến tận tay những người xứng đáng được. Đó là những anh chị em ưu tiên là những người ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, những anh chị em dân tộc, những anh chị em ở vùng sâu vùng xa, những người bệnh, những người nghèo. Đó là những người ưu tiên để nhận món quà Lòng Chúa Thương Xót. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 5B, bài đọc 1, trích sách ngôn sứ Isaiah, chương 55, câu 1 đến câu 11. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah, Đức Chúa phán như sau: đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây. Dù không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng. Đến mua rượu, mua sữa, không phải trả đồng nào. Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống, tốn công lao vất vả vào những thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng? Hãy chăm chú nghe ta thì các ngươi sẽ được ăn ngon, được thưởng thức cao lương mỹ vị. Hãy lắng tai và đến với ta. Hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu, để chọn bề nhân nghĩa với David. Này, ta đã đặt David làm nhân chứng cho các dân, làm thủ lãnh chỉ huy các nước. Này, ngươi sẽ chiêu tập một dân tộc ngươi không quen biết. Một dân tộc không quen biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi. Vì Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi, vì Đức Thánh của Israel đã làm cho ngươi được vinh hiển. Hãy tìm Đức Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương hãy bỏ tư tưởng mình đang có, mà trở về với Đức Chúa và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta. Sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về với trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Đó là lời Chúa. Các bạn sẽ vui mừng cùng ngâm thân nguồn ơn cứu độ
chính là Thiên Chúa cứu độ. Tôi tin tưởng không còn sợ hãi, vì Chúa là sức mạnh tôi, chính Người cứu độ tôi. Các bạn sẽ vui mừng cùng ngưỡng tận nguồn ơn cứu độ. Loan báo mọi dân nước tôn thờ vì nghiệp Người siêu việt khôn xanh. Tạ ơn Người ơi, khấn cầu danh Người thôi. Các bạn sẽ vui mừng cùng ngưỡng tận nguồn ơn cứu độ. Đàn ca mừng danh Chúa uy quyền đã thực hiện bao kỳ công. Ngàn dân Sion mừng rỡ tiếng hát của Israel. Các bạn sẽ vui mừng cùng ngưỡng tận nguồn ơn cứu độ. Bài đọc thứ hai, trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 5 câu 1 đến câu 9, 1 Gioan 5, 1 đến 9. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Anh em thân mến, phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra, và ai yêu mến Đấng sinh thành thì cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được mình yêu thương con cái Thiên Chúa, đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người. Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề gì đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian là lòng tin của chúng ta. Ai là kẻ thắng được thế gian nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa? Chính Đức Giêsu là Đấng đã đến nhờ nước và máu, không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật. Có ba nhân chứng: thần khí, nước và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều. Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm, thế mà lời chứng của Thiên Chúa còn cao trọng hơn. Vì đó là lời chứng của Thiên Chúa, lời Thiên Chúa đã làm chứng về con của Người. Đó là lời Chúa. Liền nói, đây là chim Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. Alleluia, Alleluia. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco, chương 1 câu 7 đến câu 11. Marco 1, 7 đến 11. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy ông Gioan rao giảng rằng: có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần. Hồi ấy Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilê đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người. Lại có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Có nhiều người cho tới bây giờ vẫn chưa phân biệt được là phép rửa của Chúa Giêsu chịu bởi tay Gioan với phép rửa tội mà Chúa Giêsu lập.
Chúng ta biết rằng Gioan không phải làm phép rửa tội, và phép rửa của Gioan không phải là bí tích. Đó chỉ là một nghi thức diễn tả sự sám hối để được ơn tha thứ. Như lời Chúa mời gọi là hãy sám hối và tin vào tin mừng khi bắt đầu cuộc đời công khai của Ngài. Và Gioan chỉ là người thực hiện điều mà Chúa mời gọi qua việc là làm phép rửa cho người ta, một dấu chỉ để diễn tả việc họ sám hối lỗi lầm của mình để được Thiên Chúa tha thứ, chứ không phải là được Gioan tha thứ. Phép rửa của Gioan là một nghi thức chứ không phải là một bí tích. Nghi thức mà con người thực hiện để diễn tả lòng thống hối ăn năn của mình, để nói lên quyết tâm chừa bỏ tội lỗi, lãnh nhận ơn tha thứ từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Và Đức Giêsu Ngài đến chịu phép rửa không phải là phép rửa tội. Và Đức Giêsu là người tuyệt đối không có tội, không biết đến tội là gì. Nhưng Ngài vẫn đứng xếp hàng như các tội nhân để Gioan làm phép rửa cho mình. Còn phép rửa tội do Chúa Giêsu lập ra, chúng ta biết là có 7 bí tích. Thứ nhất là bí tích rửa tội. Thứ hai là bí tích thêm sức. Thứ ba là bí tích giải tội. Thứ bốn là bí tích mình thánh Chúa. Thứ năm là bí tích truyền chức thánh. Thứ sáu là bí tích hôn phối, sức dầu thánh. Và thứ bảy là bí tích hôn phối. Thứ tự thì tùy theo, nhưng mà là 7 bí tích như vậy: rửa tội, thêm sức, giải tội, rồi mình thánh Chúa, rồi hôn phối, rồi truyền chức thánh, rồi sức dầu thánh. 7 bí tích do Chúa Giêsu lập. Và bí tích đầu tiên là bí tích rửa tội. Chúa Giêsu lập bí tích rửa tội khi nói với các tông đồ: các con hãy đi làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đổ nước, làm phép rửa bởi nước và Thánh Thần. Còn phép rửa của Gioan chỉ là dìm mình xuống dòng nước mà thôi. Còn phép rửa của Chúa Giêsu lập ra, bây giờ có nghi thức gọi là ban bí tích rửa tội. Có thể rửa tội cho trẻ nhỏ thì bí tích rửa tội tha tội tổ tông, vì các em chưa biết tội là gì, chỉ có tội tổ tông. Còn đối với những người lớn, gọi là những người dự tòng, lãnh nhận bí tích rửa tội để trở thành người tân tòng, tức là người mới theo đạo, thì bí tích rửa tội tha tội tổ tông và tha những tội riêng của người ấy đã phạm từ khi có trí khôn, với những người gọi là tân tòng. Rồi sau đó, khi đã nhận bí tích rửa tội rồi, thì nếu mà có phạm tội lại thì chỉ đi xưng tội, tức là lãnh nhận bí tích hòa giải mà thôi. Bí tích rửa tội chỉ rửa tội một lần duy nhất trong đời của mình, ghi dấu ấn mình chính thức là con của Thiên Chúa vĩnh viễn. Sau này nếu mình có chối đạo, nếu mình có bỏ đạo, thì mình muốn quay trở về không phải rửa tội lại nữa, mà chỉ đi lãnh nhận bí tích hòa giải, tức là đi xưng tội để xóa đi được máu và nước từ trái tim Chúa, rửa sạch tội lỗi của mình, quay trở về lại làm con của Thiên Chúa. Nó vẫn là con, nó đi lạc, nó vẫn là con. Vì nó quay trở về nhà, nó vẫn là con. Một đứa con ở bên ngoài nhà đi lạc bởi tội lỗi, theo thế gian, theo ma quỷ. Vì đứa con ấy, nó quay trở về, nó vẫn là đứa con. Anh chị em nắm vững, nắm vững. Nhân tiện lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, xin cắt nghĩa luôn cho anh chị em về giáo lý cơ bản. Thì có một số người cứ lầm lẫn giữa phép rửa với phép rửa tội. Phép rửa của Gioan còn bí tích rửa tội của Chúa Giêsu lập ra. Chúa Giêsu đến lãnh nhận bí tích rửa tội. Người cứ nói như thế, bảo không, Chúa Giêsu không có tội mà lãnh nhận bí tích rửa tội, chịu phép. Chúa Giêsu đến chịu phép rửa của Gioan ở sông Giô-đan.
xếp hàng như những người khác. Điều mà mình không thể tưởng tượng được, một đấng hoàn toàn vô tội, đấng không biết tội là gì mà đến xếp hàng như là kẻ có tội để lãnh nhận phép rửa. Đó là điều mà trong bài đọc 1 chúng ta nghe tiên tri Isaiah nói rằng là: tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng của các ngươi. Tại vì cái tư tưởng, đường lối suy nghĩ của con người bình thường là Thiên Chúa là đấng thánh, mà tại sao lại đứng xếp hàng với lại kẻ có tội? Thiên Chúa là đấng vô tội mà tại sao lại đứng chịu phép rửa bởi một kẻ có tội như vậy? Gioan là một kẻ có tội giống như tôi và anh chị em, bất cứ người nào trên trần gian này ngoại trừ Đức Maria được ơn Chúa gìn giữ khỏi vô nhiễm nguyên tội và được ơn trọn đời được tinh sạch, còn tất cả mọi chúng ta đều là tội nhân. Vậy thì Gioan Tẩy Giả cũng là một tội nhân mà lại rửa cho một người vô tội. Gioan là một tạo vật mà lại rửa cho đấng là tạo hóa, người được dựng nên mà rửa cho đấng dựng nên mình, người được sinh ra mà rửa cho đấng sinh thành ra mình. Làm sao mà hiểu nổi? Đường lối của Chúa, tư tưởng của Chúa hoàn toàn khác xa đường lối tư tưởng suy nghĩ của con người, như trời cao hơn đất, khoảng cách nó cao xa như thế. Cho nên mình đừng suy luận theo kiểu của thế gian, đừng suy luận theo kiểu của người đời. Và nhớ này, cái cô Hà kia, cái cô gì kia, cô Phụng kia, cô Mai kia, cô Loan kia, nhớ, đừng suy bụng ta ra bụng Chúa. Mình hay suy bụng ta ra bụng người, mình xấu mình nghĩ người ta cũng xấu, mình muốn nghĩ người ta cũng muốn, mình ham nghĩ người ta cũng ham, chứ chắc. Còn đây lại còn suy bụng ta ra bụng Chúa, là mình đường lối suy nghĩ của con người sao, mình cũng gán cho Thiên Chúa cũng phải suy nghĩ như vậy. Không thể nào chấp nhận được, tại sao mà lại để cho cái ông có tội mà rửa người vô tội là sao? Không thể chấp nhận được tại sao mà cái người mà được sinh ra mà lại dám rửa tội cho người sinh ra mình là sao? Áo không mặc qua đầu, trứng không khôn hơn rận, vớ va vớ vẩn. Mình suy nghĩ như vậy đúng không? Cho nên cũng lúc mình thấy Chúa sao Chúa sử dụng những con người nó chả ra làm sao cả là sao? Người mà có trình độ, có học thức, Chúa không cần dùng, Chúa dùng với người giáo dân bình thường được không? Làm gì Chúa? Trời ơi, mày nó đạo đức thánh thiện vậy mà nó không được làm linh mục, còn cái tên mà cứ như tôi mặt mũi không xông ra cái gì, tính tình cũng chẳng làm sao, mà tôi lại là đứa thằng bết nhất, học kém nhất, đạo đức cũng kém nhất, vậy mà Chúa lại chọn rồi gọi rồi chọn rồi cho lãnh dựng chức vinh linh mục là sao? Được biết bao nhiêu người mà thánh thiện đạo đức như vậy không chọn để đi rao giảng lòng thương xót Chúa, lại chọn cái thằng Trần Đình Long, cái thằng mà long đong lận đận, cái thằng mà ba chìm bảy nổi, chín cái linh đênh, cái thằng mà nó có thánh thiện đạo đức gì đâu mà cho nó đi rao giảng về lòng thương xót Chúa là sao? Chính tôi cũng phải thắc mắc cơ chứ đừng nói người ta. Chính tôi cũng phải thấy tôi không xứng đáng chứ đừng nói người khác thấy là tôi không xứng đáng. Chính tôi cũng chẳng có thấy mình chẳng ra cái gì đấy mà không chỉ người khác thấy tôi ra cái gì bao giờ. Mà sao Chúa làm như vậy? Chúa thật. Mà Faustina cũng phải nói với Chúa: Chúa ơi, không được rồi, không xong rồi. Một chuyện như vậy, Chúa biết là con là một nữ tu bậc hai, có nghĩa là một đứa mà chỉ có làm những công việc tay chân hèn hạ thôi, làm bếp với lại coi cửa với lại làm vườn thôi. Rồi Chúa cũng biết rằng con là một nữ tu mà yếu ớt, ốm đau bệnh hoạn quanh năm như thế này. Rồi Chúa cũng biết rằng con là một cái nữ tu mà gia đình cũng nghèo, học tới có lớp 3 trường làng thôi, đọc biết viết là may rồi. Chúa cũng biết là con cũng có đạo đức gì đâu. Ấy vậy mà Chúa lại sai con đi làm một cái việc nó quá sức tưởng tượng.
qua khả năng, qua tầm với của con là đi loan truyền cho thế giới về lòng thương xót của ta, của Chúa. Làm sao được Chúa, mẹ bề trên này, các sơ chị giáo này, bao nhiêu là những tu sĩ linh mục thánh thiện, thôi thưa Chúa ơi, Chúa mời các ngài làm đi, con là thua rồi. Chúa bảo không, ta chọn con. Tại sao Chúa chọn con? Vì ta yêu con. Tại sao Chúa lại yêu con? Vì ta là Chúa của con. Hết. Ta là đứng giàu lòng thương xót. Chúa cũng nói với tôi như vậy thôi. Chúa cũng nói với tôi như vậy. Vì ta thương con, ta yêu con. Tại sao Chúa thương con, Chúa yêu con? Con là kẻ tội lỗi, kẻ bất xứng. Và sao Chúa yêu con, Chúa thương con? Vì ta là đứng giàu lòng thương xót. Cứ suy nghĩ như vậy mà thấy sao mà Chúa quá sức tuyệt vời như vậy. Anh chị em cứ ngồi suy nghĩ với tôi, cứ nghĩ cái lần thần mà ngồi mà suy nghĩ như vậy đi. Này, cái ông Sung, cái ông suy nghĩ coi tại sao Chúa lại gọi ông đến đây mà ngồi nghe lời Chúa. Cái ông gì cái đầu hói kia kìa, ông Thắng kìa, với ông Hiếu kìa, ông suy nghĩ coi tại sao mà Chúa lại chọn ông để mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Cái bà Điệp kia kìa, với lại chị Phương, với chị Hồng kia, hỏi coi tại sao bao nhiêu người đạo đức thánh thiện rồi, bằng cấp rồi, học lực rồi, đủ mọi thứ có hết, mà Chúa không chọn, là Chúa lại chọn mấy chị mặt thì cũng chả ra làm sao, tính tình thì cũng ra làm sao, tôi cũng không ra làm sao cả, vậy mà chọn chúng mình, tôi và chúng ta gọi là chúng mình đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, để chính cái yếu đuối đó của mình thì cho ta thấy được cái sự mạnh mẽ của Thiên Chúa. Chính cái sự mà rốt nát của mình cho thấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chính cái sự bất xứng của mình để cho thấy sự thánh thiện của Thiên Chúa. Và chính cái mà mình hèn yếu kia thì để cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa. Tất cả là hồng ân, là lòng thương xót của Chúa. Cái đường lối của Chúa nó khác với mình như vậy. Đường lối của Chúa làm cho mình thấy rằng nó kỳ quá, giống như Faustina nói với Chúa, này Chúa, con còn cái thắc mắc nữa, một thắc mắc gì nói đi. Con thì đã đành rồi, bây giờ cha Sopoko là cha linh hướng và cha giải tội cho Faustina, mãi mới được một cha làm công việc đó, Chúa chọn cho Faustina, cha ấy, Chúa chọn cha ấy làm người đi loan truyền lòng Chúa thương xót phải không? Đúng. Chúa chọn cha ấy làm người đi mà rao giảng lòng thương xót Chúa phải không? Đúng. Thế thì tại sao mà Chúa toàn là để cho cha ấy gặp những khó khăn, gặp những đau khổ, những thử thách? Là sao vậy? Chúa gọi xong rồi Chúa chọn người ta đi, xong rồi Chúa cứ để cho, giống như bà sư nhà giáo ở trong nhà dòng của Faustina bảo, cái chị này tôi thấy chị đi đến đâu là cái khó khăn nó cứ dưới đất, nó cứ trồi lên, bước vào bước nào là khó khăn nó trồi lên. Tôi thấy là có Chúa nhúng tay vào cái chuyện này. Chúa mà không nhúng tay vào chuyện này thì một là chị chết, hai là chị bỏ cuộc. Mà Chúa nhúng tay vào cho nên là cứ chị cứ bước đi đâu thì khó khăn, Chúa cho nó trồi lên mà chị cứ bước đi được. Có chuyện Chúa rằng thế thì Chúa chọn cái ông cha Sopoko, Chúa bảo con như thế, đúng. Thế thì tại sao mà cứ ông làm cái gì là gặp trở ngại là sao? Ba thì, năm thì, bốn bận, quá tam ba bận, mà thấy quá tam bốn bận mà cứ làm là rớt, bị phá, bị chống đối làm sao? Chứ bảo, ta chọn ngài và ta để cho những khó khăn trở ngại ấy. Thứ nhất, càng nhiều khó khăn bao nhiêu thì những khó khăn ấy là những ngôi sao gắn vào triều thiên vinh quang của ngài trên thiên quốc. Sướng không con? Bây giờ mình không thấy. Nhưng mà những cái khó khăn, đau khổ mà ngài đang chịu là những ngôi sao gắn vào với triều thiên vinh quang của ngài trên thiên quốc. Và đau khổ, thử thách thì cho thấy rằng con đang đi đúng đường. Ôi, thôi, cái đường của Chúa là đường đau khổ. Ta đã nói mà, đường lối của ta khác đường lối của các ngươi mà. Các ngươi thì bảo rằng cái đường mà nó thanh thang, đường mây rộng, thanh thang cử bộ,
đường mà vinh quang, mọi người hoan hô, mọi người vỗ tay, đường mà chức tước bổng lộc đầy hết, đường mà đi đến đâu là xe jeep dẫn đường, xe hoa dẫn đường, rồi người đi đến đâu thì người ta đứng xếp hàng, người ta phất cờ, người ta vỗ tay. Cái đường đó không phải là đường của ta, đường của thế gian. Đường của ta là con đường hẹp dẫn đến sự sống đời đời, con đường thanh thang thì đi đến hư mất. Thế thì càng đau khổ càng chứng tỏ con đang đi đúng đường. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, con thấy đường lối của ta là càng đau khổ bao nhiêu thì càng làm cho con siết chặt vào với ta bấy nhiêu. Con mà không đau khổ, con không cần đến ta. Con mà thành công, con sẽ chạy theo thế gian. Con sẽ hênh hoang. Ta nha. Ta ngon lắm mà nha. Vỗ tay, hoan hô, tung hô vạn tuế. Ta biết tính của con. Con người của các con là như thế. Cứ bắt đầu thành công là bắt đầu vênh vang lên. Cứ có chức có tước là bắt đầu là ta đây. Cứ có thêm địa vị là bắt đầu chứng tỏ quyền lực và muốn củng cố cái quyền lực đó. Không bao giờ chịu đi theo ta vào con đường khổ giá. Cũng giống như là Phêrô. Khi mà Chúa Giêsu tiên báo là Ngài sẽ bị bắt rồi bị treo trên cây thập giá, ngày thứ ba sống lại, thì Phêrô bảo: "Khoan, Thầy đừng nói như vậy. Có lý nào đâu mà Thầy phải chịu như vậy." Chúa quay lại mắng Phêrô: "Satan, xấu khỏi mặt ta. Đường lối của ngươi không phải là đường lối của ta. Satan, đó là cám dỗ của Satan nơi môi miệng của Phêrô. Dám mạnh dạn chỉ thẳng vào những cái vinh quang, những cái cám dỗ đó mà nói rằng Satan, xéo đi. Chỉ vào đồng tiền, Satan, xéo đi. Chỉ vào quyền lực, Satan, xéo đi. Chỉ vào danh vọng, Satan, xéo đi. Và đến con đường khổ giá, lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mau gai nào hằn ninh trên trán, lạy Chúa, thanh gia nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con, đường tình đó Ngài dành cho con." Các bà thánh bà nói: "Chúa ơi, sao mà Chúa thương con, Chúa bảo Chúa thương con mà sao Chúa để cho con nhiều đau khổ thế?" Bảo càng đau khổ bao nhiêu thì là bạn của ta bấy nhiêu. Bảo những đau khổ đó là cái gì? Đó là những nụ hôn mà ta dành cho con đấy. Bà thánh bà bảo: "Chúa ơi, vậy Chúa hôn con in ít thôi, hôn nhiều chịu không có nổi. Mỗi đau khổ thử thách là mỗi nụ hôn ta dành cho người con yêu. Và thôi Chúa hôn in ít thôi, Chúa hôn nhiều con chịu không nổi đâu Chúa ơi. Mà bạn thân của ta thì ta mới thương như vậy." Bà thánh nói: "Thảo nào Chúa không có bạn thân. Nào chơi với Chúa là nó dính với Chúa là nó dính đau khổ. Nên nó Chúa không có bạn thân." Và đúng thật, anh em thấy trong vườn cây dầu, linh hồn thầy buồn đến chết được. Không một người thân, ba người môn đệ thân tín nhất là Phêrô, Giacôbê và Gioan mà cũng ngủ gà ngủ gật. "Các con không thức với thầy được một giờ hay sao? Kẻ bắt thầy đang đến rồi." Càng gáy to hơn. Thế anh chị em thấy đường lối của Chúa như vậy đấy. Cho nên là thế gian không nhận biết đâu. Thế gian không nhận biết được Thiên Chúa, không nhận biết lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa cũng vậy. Lòng thương xót Chúa mà làm sao mà lại cho 200 cái thằng xì ke ma túy cái nó đến nó giang tay nó cầu nguyện lòng thương xót Chúa là thế nào? Những ông trùm bà quản đâu, những người đạo đức tốt lành đâu, sao không có mà sao để cho mấy thằng xì ke ma túy nó giơ tay ra nó vì quá khó nạn. Tay nó toàn là xâm chỗ không mà nó lại quay về là sao? Lòng thương xót Chúa làm sao mà để cho cả mấy ngàn người toàn là quân không có đạo, quân biên lương nó đến nó đi lễ nó cầu nguyện là thế nào? Cái ông này cũng làm lòng thương xót Chúa sao mà cả 200 người toàn xe lăn không thế nào, những người lạnh lạnh đâu hết rồi, toàn thấy mù què câm điếc xích đầu mẻ chán nó đến nó không. Đó là lòng thương xót đấy, đó là lòng thương xót Chúa đấy.
Vì thế mà trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các người bao nhiêu. Mà anh chị em thấy rằng một Thiên Chúa mà xếp hàng và đám tội nhân thì mình mới thấy được rằng lòng thương xót của Chúa quá là tuyệt vời. Đến tận sâu thẳm nhất, đáy vực thẳm nhất, cái gì tồi tệ nhất của con người mà Ngài cũng đứng xếp hàng với ta. Cho nên Chúa không bỏ rơi những cái gì mà người thế gian chê bỏ. Cái lau, cái sậy mà nó dập rồi, Ngài không lỡ nỡ nào mà đập nó nát đi. Cái đèn nó còn leo lét một chút, Ngài không nỡ thôi, tắt đi. Con chiên nó đi lạc, không nỡ bỏ nó mà bỏ 99 con chiên khỏe mạnh đi tìm cái con chiên lạc. Đường lối của Chúa là như vậy. Cho nên lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa là thánh lễ mà mỗi người mình cảm thấy được lòng thương xót của Chúa được tỏ lộ nơi sự khiêm nhường sâu thẳm của Thiên Chúa. Nơi một Đức Giêsu đang xếp hàng với tôi như là kẻ tội lỗi. Để làm gì? Để đưa tôi ra khỏi con đường tội lỗi ấy. Để làm gì? Để đưa tôi ra khỏi cái con đường ốm đau bệnh tật ấy. Để làm gì? Để đưa tôi ra khỏi cái vực thẳm của sự thất vọng ấy. Tôi đang buồn vì virus corona. Tôi đang bị cách ly, không một người thân. Thì có Chúa đang xếp hàng với tôi, nằm bên cạnh tôi trong phòng cách ly. Sướng không? Tôi đang thất tình vì người yêu, vì người ta lại bỏ con rồi. Chúa ơi, Chúa bảo nó bỏ con, ta đâu có bỏ, còn có ta đây nè con. Quay xuống thấy, ôi Chúa có bị thất tình à? Chứ sao, ai bỏ Chúa? Thì biết bao nhiêu người bỏ con cũng đã bỏ ta đó, chứ còn ai nữa mà ta không phải là người thất tình số 1 trên thế gian này à? Mà con thấy không, con chạy theo nó vì nó bỏ con rồi, ta vẫn đâu bỏ con. Có phải là con đã phụ tình ta không, mà ta đâu phụ tình con. Vẫn cứ xếp hàng, cứ xếp hàng cả ngày. Như người xưa tôi nói là xếp hàng cả ngày với chúng ta. Đi xếp hàng xin tội, ngó trước ngó sau thấy có ông nào cũng quen quen. Ủa sao mình đi xin tội mà sao có ông nào quen quen đứng sau lưng mình. Quay lại thấy, ủa đâu thấy có tội đâu mà xưng. Không có tội mà cứ đứng đây đó. Để làm gì? Để đồng hành với con trên bước đường tội lỗi của con, để đưa con ra khỏi vũng tội lỗi này. Ai vậy? Ta, Giêsu. Cho nên các bạn ơi, nếu các bạn là những người tội lỗi, anh chị mà những người mà khốn cùng, khốn khổ, khốn nạn, ma quỷ nó sẽ bảo mình rằng là không, Chúa không thương xót mình đâu, hết thuốc rồi, đừng có xếp hàng mà xưng tội làm gì. Ma quỷ, đó là ma quỷ, không có xót thương. Chúa bảo, ta đây, ta đang đứng xưng tội với con đây. Ta đứng xếp hàng với con đây. Như ta đã đứng xếp hàng trước Gioan để được lãnh nhận phép rửa, thì hôm nay ta cũng đứng xếp hàng với con để con đến trước mặt một linh mục Trần Đình Long. Một ông linh mục tội lỗi như con. Một linh mục còn tệ hơn con. Một linh mục còn chẳng ra cái gì hơn con. Vậy mà ta dùng bàn tay của con người đó, bất toàn, bất xứng đó, để ta tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Để con thấy được lòng thương xót của ta. Để thấy, con thấy được đường lối của ta khác với đường lối của con thiên. Người ta nghĩ rằng phải một người thật thánh thiện đạo đức mới có thể nói rằng ta tha tội cho con. Mà tìm đâu ra người đạo đức thánh thiện trên thế gian này. Con đi tìm người ta đi. Bỏ tay Chúa ơi. Vậy thì lòng thương xót của ta dùng chính những con người tội lỗi yếu đuối của chúng con để ban ơn tha thứ, để đổ tràn ân thánh lòng thương xót của ta trên con. Con có nhận hay không? Con có vui hay không? Con có thấy hạnh phúc không? Khi trong bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ lúc nào, bất cứ lúc tối tăm nào đi chăng nữa, vẫn luôn có ta đứng xếp hàng với con. Amen. Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con.
phép rửa Chúa bằng ân sâu. Từ lòng nước trong rửa hết mọi lỗi tội đầu, vì nó thành thân ngự đến. Con là con yêu dấu của Cha.